Loa loa loa, xin chào bà con. Chương trình mùa vàng tháng lớn của phân bón Cà Mau đã chính thức bắt đầu với tổng giá trị chương trình lên tới 21 tỷ đồng. Bà con hãy nhanh chân ghé cửa hàng phân bón, chọn ngay NBK Cà Mau tham gia mùa vàng tháng lớn để trúng hàng ngàn giỏ vàng một chỉ 4 số 9 và hàng chục ngàn giải may mắn hấp dẫn khách từ phân bón Cà Mau. Năm nay phân bón Cà Mau mang đến chương trình mùa vàng tháng lớn với 1.344 nhẫn vàng một chỉ 4 số 9 dành tặng bà con đó. Bên cạnh đó có tới 80.000 giải may mắn giá trị đa dạng lên tới 500.000 được phân bón Cà Mau nạp thẳng cước vào số điện thoại bà con khi trúng giải. Vừa được sử dụng phân bón NBK Cà Mau chất lượng cao, vừa có cơ hội trúng thưởng hấp dẫn, trúng mùa, trúng quà, lại trúng thêm nhẫn vàng một chỉ 4 số 9, niềm vui rộn ràng. Thể lệ tham gia mùa vàng tháng lớn 2023 rất đơn giản. Từ ngày 15 tháng 3 2023 tới hết ngày 28 tháng 2 2024, bà con hãy chọn mua và tìm phiếu may mắn trong các bao phân bón NBK Cà Mau. Trên mỗi phiếu may mắn có chứa mã số may mắn. Bà con gửi mã số may mắn này tới phân bón Cà Mau thông qua một trong hai cách sau. Cách 1, soạn tin theo cú pháp PVCM, dấu cách, mã số may mắn in trên phiếu may mắn và gửi tin nhắn tới 6089. Cách 2, quét mã QR code tại mặt sau phiếu may mắn hoặc truy cập website khuyến mãi.pvcfc.com.vn và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Sau khi thực hiện xong một trong hai cách trên, bà con sẽ nhận được tin nhắn xác nhận mã dự thưởng hợp lệ từ tổng đài phân bón Cà Mau. Đón xem livestream quay số may mắn được phát sóng trực tiếp trên fanpage phân bón Cà Mau để biết thông tin người trúng giải. Sau mỗi buổi livestream quay số may mắn, phân bón Cà Mau sẽ tiến hành trao giải thưởng tới bà con. Đối với 1.344 giải nhẫn vàng một chỉ 4 số 9, sau khi liên hệ xác nhận thông tin, bà con sẽ nhận giải trực tiếp theo quy định. Đối với 80.000 giải may mắn nhiều mệnh giá, phân bón Cà Mau sẽ tiến hành nạp thẳng tiền cước vào số điện thoại của người trúng giải. Để tra cứu lịch phát sóng livestream quay số may mắn và cập nhật liên tục danh sách người trúng giải cùng các thông tin nóng hổi khác từ mùa vàng tháng lớn, bà con truy cập website muavangthangloan.pvcfc.com.vn. Chương trình đang diễn ra từ nay tới hết ngày 28 tháng 2 2024, áp dụng cho sản phẩm NBK Cà Mau trên phạm vi toàn quốc. Bà con hãy nhanh tay chọn mua NBK Cà Mau và làm theo hướng dẫn để trúng ngay các giải thưởng giá trị trước lọc về nhà đón mùa vàng thắng lớn. Mọi thắc mắc về chương trình, bà con liên hệ tổng đài miễn phí 1800 888 606 hoặc truy cập website muavangthangloan.pvcfc.com.vn để biết thêm chi tiết. Ngọc Mai xin chào mừng toàn thể quý bà con đang theo dõi livestream quay số trúng thưởng để tìm ra 10.000 chủ nhân trúng giải may mắn tiếp theo từ chương trình mùa vàng tháng lớn năm 2023 của phân bón Cà Mau ngày hôm nay. Và đầu tiên thì xin phép cho Ngọc Mai được thay mặt cho phân bón Cà Mau và chương trình mùa vàng tháng lớn gửi đến bà con lời chúc mừng năm mới. Chúc cho bà con có một năm mới an lành, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và đặc biệt là mùa màng năng suất nha. Và bà con ơi, Ngọc Mai rất là vui và háo hức khi mà được gặp lại quý bà con trong chương trình lần này. Và hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2024, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ra những chủ nhân của những chiếc thẻ nạp điện thoại sẽ được nạp thẳng cước vào trong số điện thoại của bà con ngay khi bà con trúng giải. Và kính thưa quý bà con, từ nay cho tới hết ngày 28 tháng 2 năm 2024, các buổi livestream quay số của mùa vàng tháng lớn năm 2023 sẽ vẫn được tổ chức và phát sóng trên fanpage Phân bón Cà Mau vào ngày 15 và hoặc 30 hàng tháng. Tổng cộng chương trình thì có 16 livestream chia làm 8 livestream quay số giải vàng và 8 livestream quay số giải may mắn. Tổng số lượng giải thưởng của 16 đợt livestream là 1.344 giải nhẫn vàng một chỉ 4 số 9 và 80.000 giải may mắn với nhiều mệnh giá. Do số lượng giải thưởng lớn, bà con sau khi mà xem livestream ngày hôm nay, mình nhớ truy cập website muavangthangloan.pvcfc.com.vn để tra cứu lại thông tin danh sách người trúng giải nha. Và bà con đừng có quên, chúng ta vẫn còn có một phần vô cùng hấp dẫn ở gần cuối chương trình, đó là phần mini game với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho những bà con nào mình nhanh tay tham gia nữa đó. Và bà con nhớ ở lại cho đến cuối buổi live nha, để cho Ngọc Mai bật mí câu hỏi của mini game lần này cho bà con nghe nha. Và một phần không thể thiếu trong chương trình của chúng ta, đó là những vị khách mời, đó là đại diện đến từ phân bón Cà Mau, cũng như là những bà con nông dân đã may mắn trúng thưởng một nhẫn vàng một chỉ 4 số 9 trong đợt quay số giải vàng trước đây. Về phía đại diện phân bón Cà Mau, Ngọc Mai xin được giới thiệu anh Nguyễn Tấn Đạt là Phó trưởng ban dự án Big Data. Xin chào anh.
Về phía bà con nông dân đang có mặt tại trường quay, Ngọc Mai cũng xin được giới thiệu anh Nguyễn Hoàng Nhân đến từ Cần Thơ. Xin chào anh. Ngọc Mai cũng xin được giới thiệu anh Lê Văn Tiết đến từ An Giang. Xin chào anh. Thay mặt cho Phân Bón Cà Mau, cũng xin cảm ơn các anh đã có mặt tại buổi livestream ngày hôm nay và tham gia cùng với quý bà con ạ. Và đầu tiên thì Ngọc Mai xin kính mời anh Đạt sẽ đại diện cho Phân Bón Cà Mau có đôi lời phát biểu gửi tới quý bà con đang theo dõi livestream. Xin trân trọng kính mời anh. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt Phân Bón Cà Mau gửi đến toàn thể bà con đang xem livestream lời chào và lời chúc mừng năm mới 2024. Tôi rất vinh dự khi có mặt ở đây tham gia buổi quay số đầu tiên của năm mới 2024 và cùng bà con tìm ra những chủ nhân tiếp theo của 10.000 giải may mắn với nhiều mệnh giá khác nhau lên tới 500.000 đồng nạp thẳng vào số điện thoại của bà con nông dân. Trong suốt 2023, Mùa Vàng Tháng Lớn đã luôn nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như tình cảm của bà con nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hơn 1.000 giải vàng và 60.000 giải may mắn được trao như sự động viên, khích lệ tinh thần cho bà con sau những ngày lao động hăng say cùng vụ mùa. Cảm ơn bà con đã luôn tin tưởng và lựa chọn Phân Bón Cà Mau trong suốt thời gian vừa qua. Là chương trình được Phân Bón Cà Mau triển khai nhằm gia tăng trải nghiệm của bà con với dòng sản phẩm NPK Cà Mau chất lượng cao. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công nghệ polyphosphate tiên tiến hàng đầu châu Âu, đầy đủ dinh dưỡng trong một hạt phân, đồng thời tan nhanh, giúp hấp thụ hiệu quả hơn và tăng năng suất cây trồng. Tôi xin cảm ơn quý bà con đã đồng hành với chương trình Mùa Vàng Tháng Lớn 2023 trong suốt một chặng đường dài. Sang năm 2024, mong rằng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, yêu mến từ bà con nông dân. Thay mặt cho Phân Bón Cà Mau, tôi xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới bà con. Chúc bà con nông dân thật nhiều sức khỏe, có một vụ thắng lợi, được mùa được giá, năng suất tăng cao cùng NPK Cà Mau. Xin cảm ơn những lời phát biểu vô cùng chân thành và sâu sắc được gửi đến từ phía anh Đạt dành cho quý bà con nông dân cũng như là chương trình. Và cũng là một phần không thể thiếu tại chương trình của chúng ta, trong không khí đang rất là sôi nổi này thì Ngọc Mai cũng xin kính mời anh Đạt sẽ đại diện cho Phân Bón Cà Mau tiến hành trao giải cho những vị khách mời của chúng ta. Và giải thưởng đó là nhẫn vàng bột chỉ 4 số 9. Và bây giờ thì Ngọc Mai xin kính mời các vị khách mời sẽ cùng tiến lên phía trước sân khấu để tiến hành trao nhận giải thưởng ạ. Và bây giờ thì Ngọc Mai xin kính mời anh Đạt sẽ tiến hành trao giải thưởng, đó là một nhẫn vàng một chỉ 4 số 9 cho anh Nhân của chúng ta. Xin chúc mừng cho anh Nhân. Và tiếp theo thì xin mời anh Đạt sẽ tiến hành trao giải thưởng cho anh Tiết. Và giải thưởng cũng là một nhẫn vàng một chỉ 4 số 9. Xin chúc mừng các vị khách mời của chúng ta và chúc cho các vị khách mời sẽ có thêm mùa vàng tháng lớn để năm mới có những niềm vui thật trọn vẹn hơn nữa. Và rất là cảm ơn các vị khách mời. Và bây giờ Ngọc Mai xin mời mọi người sẽ cùng quay trở về chỗ ngồi để chúng ta cùng tiếp tục chương trình. Bà con ơi, lần nào mà được chứng kiến những lần trao giải như thế này thì Ngọc Mai cũng đều cảm thấy rất là vui. Và Ngọc Mai tin rằng dù là ở năm 2023, 2024 hay là nhiều năm sau nữa thì Phân Bón Cà Mau vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với bà con để mang đến những sản phẩm chất lượng nè, cũng như là những chương trình hấp dẫn. Bà con hãy mau mau chia sẻ livestream để có thể lan tỏa năng lượng tích cực này đến với nhiều quý bà con khác nữa nha. Mùa vàng tháng lớn năm 2023 của Phân Bón Cà Mau có tổng giá trị chương trình lên tới 21 tỷ đồng với 81.344 giải thưởng, gồm 1.344 giải nhẫn vàng 1 chỉ 4 số 9 và 80.000 giải may mắn sẽ được nạp thẳng cước vào số điện thoại của bà con trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Và để cho bà con mình nắm thật rõ về thể lệ chương trình thì Ngọc Mai xin phép được nhắc lại thông tin của mùa vàng tháng lớn năm 2023 bà con nha. Từ nay cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2024, bà con hãy nhanh tay chọn mua sản phẩm NPK Cà Mau để có cơ hội tìm được phiếu may mắn trong các bao phân bón. Và trên phiếu may mắn thì có in một cái mã số may mắn. Bà con hãy gửi mã số này về Phân Bón Cà Mau theo một trong hai cách sau đây nha. Cách thứ nhất, soạn tin PPCM dấu cách mã số may mắn và gửi tin nhắn tới tổng đài 6089. Và cách thứ hai thì bà con mình quét mã QR code ở mặt sau của phiếu may mắn để truy cập miễn phí vào website khuyến mại.pvcfc.com.vn và làm theo hướng dẫn.
Sau khi bà con hoàn thành một trong hai cách nói trên, Tổng đài Phân bón Cà Mau sẽ gửi lại một cái tin nhắn xác thực cho bà con để thông báo tham gia dự thưởng thành công. Rất là đơn giản đúng không nào? Và để tìm ra những bà con may mắn trúng thưởng của mùa vàng tháng lớn năm 2023, 16 buổi quay số sẽ được Phân bón Cà Mau tổ chức định kỳ vào ngày 15 và hoặc ngày 30 mỗi tháng. Bà con mình đăng ký tham dự chương trình thành công xong á thì nhớ theo dõi livestream quay số giải vàng và giải may mắn để biết mình có trúng giải hay không nha. Và ngoài ra thì để thuận tiện cho bà con tra cứu kịp thời, tất cả các thông tin về mùa vàng tháng lớn năm 2023 đều có tại website muavangthangloan.pvcfc.com.vn. Và tại đây bà con sẽ xem được ngay về thể lệ nè, lịch quay số may mắn nè, giải thưởng và cùng các thông tin liên quan và nhiều điều hấp dẫn khác đang chờ đón bà con nữa đó. Và quay trở lại với livestream giải may mắn để tìm ra 10.000 chủ nhân may mắn trúng giải từ mùa vàng tháng lớn năm 2023 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 phần quay số. Mỗi phần quay số tương ứng với giá trị giải thưởng từ 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Cụ thể như sau. Phần quay số đầu tiên tổng là 6.600 giải, mỗi giải mệnh giá 50.000 đồng. Phần quay số thứ hai là 2.800 giải may mắn, mỗi giải mệnh giá 100.000 đồng. Phần quay số lần thứ ba đó là 500 giải may mắn, mỗi giải mệnh giá là 200.000 đồng. Và phần quay số cuối cùng 100 giải may mắn, mỗi giải mệnh giá 500.000 đồng. Và bà con ơi, vẫn là chiếc nút đỏ may mắn đang ở ngay trước mặt những vị khách mời của chúng ta đây. Và khi mà Ngọc Mai cùng với những vị khách mời nhấn vào chiếc nút đỏ trước mặt này á thì hệ thống quay số sẽ được khởi động và lần lượt những mã số may mắn sẽ hiện ra trên màn hình. Bà con nhớ chú ý theo dõi cùng với Ngọc Mai nha. Và bà con đừng có quên là chúng ta còn có một phần mini game cực kỳ thú vị với 5 phần quà giá trị sẽ được tiết lộ phần sau của chương trình. Thật sự là bây giờ Ngọc Mai rất là muốn chia sẻ với bà con luôn rồi, nhưng mà Ngọc Mai xin phép giữ bí mật lại để tăng thêm phần hồi hộp và hấp dẫn cho chương trình nha bà con ơi. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin mời bà con đến với phần quay số đầu tiên trong livestream ngày hôm nay để tìm ra 6.600 chủ nhân giải may mắn trị giá 50.000 đồng của mùa vàng tháng lớn. À, bà con lưu ý nha, do số lượng giải thưởng lớn cho nên là màn hình sẽ chạy rất là nhanh. Bà con nhớ theo dõi thật kỹ nha. Và bây giờ thì Ngọc Mai xin mời những vị khách mời của chúng ta hãy cùng đặt tay lên chiếc nút đỏ để chúng ta khởi động hệ thống quay số ngày hôm nay nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng, hãy cùng đưa tay lên chiếc nút đỏ nào. Và theo tiếng đếm của Mai nha, 1, 2, 3, bắt đầu. Và như bà con mình đang nhìn thấy thì những mã số may mắn của chúng ta đã lần lượt xuất hiện ở trên màn hình rồi. Và không biết là bà con có cảm thấy hồi hộp như là Ngọc Mai hay không ạ? À? Vậy là chúng ta đã bước sang năm mới rồi và không biết là bà con đã có những cái kế hoạch gì cho năm mới 2024 cũng như là khoảng thời gian cận Tết âm lịch sắp tới hay không? Và nếu như mà có thì bà con có thể bình luận xuống phía dưới livestream để có thể chia sẻ cho Ngọc Mai, cho chương trình cũng như là những quý bà con khác có thể cùng biết nữa nha. Và thông qua chương trình Mùa vàng tháng lớn, Ngọc Mai rất là vui khi mà thấy được rằng những quý bà con của chúng ta đều là những người may mắn cả. Ngọc Mai tin rằng sang năm 2024 thì sự may mắn đó sẽ còn to lớn hơn nữa. Bà con mình sẽ có thêm nhiều mùa vụ thắng lớn nè, nhiều hạnh phúc và quan trọng nhất đó là nhiều sức khỏe nữa bà con nha. À, và hiện tại thì những con số vẫn đang chạy rất nhanh ở trên màn hình bởi vì lượt quay đầu tiên này thì có số lượng giải thưởng rất là lớn. À, nhưng mà bà con đừng có lo, nếu như mà mình không thể xem kịp, chúng ta có thể tra cứu lại danh sách trúng thưởng qua trang web muavangthangloan.pvcfc.com.vn bà con nha. Và bà con ơi, Ngọc Mai xin được bật mí cho bà con một bí quyết đó là mình càng sai nhiều sản phẩm NBK Cà Mau thì cơ hội trúng giải của mình càng cao bà con nha. Và bà con cũng đừng có quên chia sẻ livestream để có thêm nhiều bà con khác biết đến và cùng đồng hành với chúng ta đi tìm ra những chủ nhân của những giải may mắn ngày hôm nay. Và hiện tại thì những con số vẫn đang chạy rất là nhanh ở trên màn hình rồi. Và bà con đừng sốt ruột nếu như mà không theo dõi kịp nhé, vì chúng ta vẫn có thể tra cứu lại danh sách người trúng thưởng thông qua trang web muavangthangloan.pvcfc.com.vn đó ạ. À. Và không biết là có bà con nào đã trúng giải chưa nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới để cho Ngọc Mai cũng như là chương trình và quý bà con khác cùng biết với nha. Và thiệt là vui quá đi khi mà Ngọc Mai biết rằng á, với những sản phẩm chất lượng của Phân bón Cà Mau thì quý bà con của chúng ta chắc chắn sẽ có
những mùa vụ thành công trong năm 2024. Và Ngọc Mai tin chắc rằng phân bón Cà Mau vẫn sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng và những chương trình ý nghĩa cho bà con nữa đó. Cho nên là bà con đừng ngần ngại mà hãy thả tim cho livestream đi nào, cùng những bình luận, những chia sẻ tích cực của mình về chương trình để sự may mắn có thể lan tỏa đến khắp mọi miền Tổ quốc luôn bà con nha. Mà Ngọc Mai xin được nhắc lại cho bà con nào mình có đang lỡ thì có thể dễ dàng tra cứu lại xem mình có phải là người trúng thưởng hay không. Bà con hãy truy cập vào website muavangthangluon.pvcfc.com.vn. Ngoài ra thì bà con có thể tra cứu thêm được nhiều thông tin khác liên quan đến chương trình Mùa vàng tháng lớn năm 2023, như là xem lại thể lệ chương trình nè, cách đăng ký tham gia quay số trúng thưởng cũng như là lịch các buổi livestream quay số nữa đó. Bởi vì chương trình của chúng ta vẫn còn tới 3 buổi livestream quay số ở phía trước, kéo dài cho đến tháng 2 năm 2024. Cho nên là bà con càng mua nhiều phân bón NPK Cà Mau thì càng có nhiều cơ hội trúng thưởng. Còn gì tuyệt vời hơn đúng không nào? Vừa có sản phẩm phân bón chất lượng cao để sử dụng mà còn có cơ hội trúng vàng và nhiều phần thưởng giá trị khác nữa bà con ơi. Và ở trong mỗi phiếu may mắn của chúng ta thì nó sẽ có một cái mã số may mắn. Và như Ngọc Mai đã hướng dẫn cho bà con mình đó, mình có hai cách để mình có thể tham gia chương trình. Bà con có thể truy cứu ở trong website mà Ngọc Mai đã hướng dẫn cho bà con nha. Và nếu như mà bà con nào nãy giờ không theo dõi kịp thì chúng ta vẫn có thể vào lại trang web và có thể tra cứu lại danh sách những người trúng thưởng. Và bà con đừng có quên là mình hãy chia sẻ livestream này đến cho người thân, bạn bè của mình để có thể lan tỏa sự may mắn và sẽ có thêm nhiều người nữa trúng thưởng nha bà con ơi. Và bà con mình càng gửi nhiều những cái phiếu may mắn về cho chương trình thì cơ hội trúng thưởng của mình sẽ càng lớn. Ngọc Mai xin phép được nhắc lại website của chương trình đó là muavangthangluon.pvcfc.com.vn. Vào đây thì bà con có thể tra cứu thêm được nhiều thông tin khác liên quan đến chương trình Mùa vàng tháng lớn năm 2023, như là xem lại thể lệ chương trình nè, cách đăng ký tham gia quay số trúng thưởng cũng như là lịch các buổi livestream quay số nữa đó bà con ơi. Và hiện tại thì trên màn hình đã hiện ra 10 số điện thoại cuối cùng của lượt quay số đầu tiên rồi. Ngọc Mai xin phép được đọc cho bà con nha. Xin được chúc mừng cho số điện thoại 0977885010, 0333753878, 0348731624, 0559811498, 0326640894, 0395003780, 0387546144, 0394331471, 0345166303, 0336184225. Và xin được chúc mừng cho số điện thoại 0793939748. Vâng, thật là vui quá đúng không bà con ơi. Như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc phần quay số đầu tiên và tìm ra tổng cộng là 6.600 chủ nhân của giải may mắn lần này rồi. Và để thay đổi không khí một chút thì Ngọc Mai xin phép được giao lưu với các vị khách mời đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chắc là đầu tiên thì Ngọc Mai xin phép được giao lưu với anh Nhân ạ. Chào anh Nhân. Được biết là anh đến từ Cần Thơ và không biết là ở dưới mình thì mình đang canh tác về cây trồng gì vậy anh? Dạ, dưới Cần Thơ thì em đang canh tác lúa. Dạ vâng, và không biết là mình đã sử dụng sản phẩm NPK Cà Mau bên em là được khoảng bao lâu rồi ạ? Dạ, từ khi làm lúa đến giờ thì cũng khoảng 8-9 năm giờ phải dùng phân bón Cà Mau. Dạ vâng, và không biết là mình đánh giá về sản phẩm bên em nó mang lại cái hiệu quả như thế nào với cái cây trồng của mình? Phân bón Cà Mau thì cho ra năng suất rất là tốt và bà con nông dân ở vùng của em thì khoảng 95% là sử dụng phân bón Cà Mau để bón cho cây. Vâng, vậy hả anh? Trời, nghe rất là vui và cũng rất là cảm ơn anh. Mà không biết là anh lần đầu tiên mình trúng giải từ phân bón Cà Mau hay là mấy lần rồi anh? Dạ, mới trúng lần đầu. Dạ vâng, và xin chúc mừng anh và chúc cho anh sẽ trúng thêm nhiều cái giải thưởng khác nữa từ chương trình Mùa vàng tháng lớn nha. Dạ, và cảm ơn anh Nhân. Và tiếp theo thì Ngọc Mai xin được giao lưu với anh Tiết. Xin chào anh Tiết. Dạ, được biết là mình đến từ An Giang và không biết là hiện tại ở dưới mình đang canh tác và cây trồng gì ạ? Dạ, nó ở dưới tôi trồng lúa. Dạ vâng, và không biết là mình đã sử dụng phân bón Cà Mau được bao nhiêu lâu rồi anh? Khoảng 3-4 năm vậy rồi. Dạ, và ngày hôm nay khi mà mình đến với chương trình và nhận giải thưởng là một nhẫn vàng 1.4.9 thì anh đang cảm thấy như thế nào? Rất là vui vẻ. Dạ vâng, và không biết là đây là lần đầu tiên mà anh Tiết trúng giải hay là mình đã trúng nhiều giải thưởng rồi hả anh? Trúng lần thứ hai. Đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai mình trúng giải vàng hả anh? Dạ vâng, và ngoài ra thì chúng em vẫn còn có những cái giải thưởng cạc điện thoại khác nữa thì không biết là anh có trúng luôn không ạ? Có.
À dạ vâng, và rất là cảm ơn anh Nhân và anh Tiết đã đồng hành cùng với phân bón NBK Cà Mau trong rất là nhiều năm, rất là nhiều mùa vụ, và cũng đã mang về cho mình những mùa vụ thắng lớn cũng như là những giải thưởng rất là giá trị từ NBK Cà Mau. Và rất là cảm ơn hai anh đã dành thời gian đến tham gia chương trình nha. Và thưa bà con, qua những đợt livestream trước thì phân bón Cà Mau có dịp giới thiệu đến bà con về app Hai Nông, ứng dụng tích hợp đầy đủ tất cả những thông tin và tính năng vô cùng hữu ích cho bà con, như cảnh báo thời tiết tiêu cực để chủ động trong canh tác, diễn đàn nông nghiệp nơi những nông dân, chuyên gia nông nghiệp khắp nơi chia sẻ về các kỹ thuật mới. Với Hai Nông, giờ đây bà con nông dân có thể cập nhật thông tin nông nghiệp bổ ích theo xu hướng chuyển đổi số và nông nghiệp 4.0. Và ngày hôm nay thì Ngọc Mai rất là vui khi lần thứ hai được chào đón đại diện đến từ dự án nông nghiệp Hai Nông, anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó trưởng ban dự án Big Data, đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp, sẽ chia sẻ thêm cho bà con về app Hai Nông. Và câu hỏi đầu tiên, Ngọc Mai cũng muốn anh chia sẻ thêm về những tính năng mà bà con có thể tìm được trong app Hai Nông ạ. Vâng, thì app Hai Nông là một cái dự án của phân bón Cà Mau tài trợ để mà triển khai. Thế thì bà con có thể là thông qua app Hai Nông có thể là tìm được cái giá cả phân bón, giá cả thị trường, giá cả nông sản của những cái mặt hàng mình đang canh tác. Ngoài ra thì trên app Hai Nông bà con cũng có thể là tìm những cái quy trình canh tác cũng như MC Ngọc Mai chia sẻ khi nãy, tức là chúng ta có thể là đưa sản phẩm của mình lên chợ và giao lưu trong diễn đàn, cũng như có những cái ứng dụng AI để mà chẩn đoán sâu bệnh cho bà con nông dân trong quá trình canh tác. Dạ vâng, cảm ơn anh Đạt, và không biết là anh có thể chia sẻ thêm về những tính năng nào giúp cho bà con có thể được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình canh tác nông nghiệp khi mà mình sử dụng app Hai Nông được không ạ? Vâng, trong quá trình canh tác nông nghiệp thì bà con có thể sử dụng một cái tính năng rất là hữu ích, hữu hiệu. Thì đó là tính năng quản lý canh tác. Thì thông qua tính năng này, bà con có thể là quản lý được cái quá trình canh tác của mình trên một cái thửa đất của mình, từ cái việc chúng ta lập kế hoạch, sau đó là chúng ta ghi lại nhật ký quá trình canh tác và quản lý chi phí đầu vào, cũng như là chúng ta tổng kết được cái hiệu quả sau quá trình chúng ta canh tác. Thì đây là một cái ứng dụng tương đối là mới, nhưng mà khi mà sử dụng thì nó đem lại hiệu quả rất là lớn cho bà con nông dân. Dạ vâng, cảm ơn anh Đạt. Và hiện nay thì với sự ra đời của các trí thông minh nhân tạo AI thì con người được hỗ trợ rất là nhiều, và người ta ngày càng nhận ra được sự hữu ích của nó. Vậy thì không biết là theo anh Đạt thì app Hai Nông có ứng dụng gì trong việc tận dụng sức mạnh của các AI để hỗ trợ cho bà con nông dân, cũng như là những thách thức gặp phải khi mà ứng dụng trí thông minh này ạ? Hiện nay thì với sự ra đời của AI thì hiện nay chúng ta cũng biết là ChatGPT hoặc là Gemini, thì đó là đem lại cái hiệu quả rất là hữu ích cho cuộc sống của người. Thế thì đối với Hai Nông thì cũng đã ứng dụng những cái công nghệ tiên tiến vào trong cái ứng dụng của mình. Thì chúng ta có thể thấy Hai Nông là thông qua cái việc là một cái trợ lý có thể là tương tác với bà con nông dân bằng giọng nói cũng như là bằng những cái tin nhắn. Cái thứ hai là Hai Nông cũng có cái ứng dụng AI để mà trong cái việc là chẩn đoán sâu bệnh qua hình ảnh, tức là khi bà con nông dân chụp một cái hình ảnh sâu bệnh trên cây lúa, cây tiêu, cây cà phê, thế thì cái ứng dụng cũng có thể nhận ra được cái cây trồng đang gặp vấn đề gì. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng có thể là nâng cấp, đưa nhiều cái loại cây trồng hơn để phục vụ cho bà con nông dân. Rất là cảm ơn anh Đạt đã mang đến những cái chia sẻ vô cùng hữu ích về app Hai Nông. Và một lần nữa thì Ngọc Mai cũng cảm ơn phần chia sẻ hết sức là gần gũi và chân thành từ các vị khách mời của chúng ta trong những ngày đầu năm 2024 này. Và để tiếp tục không khí sôi nổi và đang ngày càng hồi hộp hơn lúc này thì Ngọc Mai xin mời quý bà con đến với lần quay số thứ hai với số lượng là 2.800 giải thưởng, mỗi giải có mệnh giá là 100.000 đồng. Và Ngọc Mai cũng xin được tiếp tục mời những vị khách mời của chúng ta sẽ cùng đặt tay lên chiếc nút đỏ nào. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Và hãy theo tiếng đếm của Mai nha. 1, 2, 3, bắt đầu! Và bà con ơi, hiện tại thì những con số của lần quay thứ hai đang xuất hiện rất là nhanh ở trên màn hình rồi. Bà con nhớ cùng theo dõi với Ngọc Mai nha. Và không biết là nãy giờ là có bà con nào đã thấy được số điện thoại của mình trong danh sách trúng thưởng chưa ạ? Nếu như mà có thì bà con hãy mau mau bình luận xuống phía dưới livestream đi nào, để cho Ngọc Mai cũng có thể chia vui cùng với bà con nha. Còn nếu như mà chưa thì bà con cũng đừng có lo, bởi vì đây mới chỉ là lượt quay thứ hai thôi à, trong buổi livestream ngày hôm nay, và chúng ta vẫn còn có hai lượt quay số ở phía trước nữa.
Ngọc Mai tin rằng những quý bà con may mắn của chúng ta sẽ trúng giải ở những lượt quay sắp tới. Và Ngọc Mai xin được phép nhắc lại, chúng ta có thể tra cứu lại danh sách người trúng thưởng qua trang web muavangthanglon.bbcfc.com.vn. Và bà con đừng quên, chúng ta vẫn còn một phần mini game với những phần quà vô cùng hấp dẫn đang đón chờ bà con ở gần cuối chương trình. Cho nên là bà con đừng rời mắt khỏi màn hình mà hãy luôn luôn đồng hành với Ngọc Mai cho đến hết chương trình luôn nha. Ngọc Mai đang thấy là những con số vẫn đang chạy ở trên màn hình và chạy rất là nhanh. Và bà con hãy lưu ý là đây chỉ mới là lần quay số thứ 2 trong buổi livestream ngày hôm nay thôi. Chúng ta vẫn còn 2 lượt quay số phía trước nữa, cho nên là bà con đừng rời mắt khỏi màn hình bà con nha. Và nếu như bà con nào mà chúng ta không kịp theo dõi danh sách trúng thưởng thì mình có thể truy cập lại vào website muavangthanglon.bbcfc.com.vn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tra cứu thêm rất là nhiều thông tin tại trang web này. Và hiện tại thì Ngọc Mai cũng đã thấy màn hình đã hiện ra 10 số điện thoại may mắn cuối cùng trong lượt quay số thứ 2 này rồi. Và Ngọc Mai xin được chúc mừng cho số điện thoại 0333671019, 0396917537, 0961285136, 0379407303, 0335874030, 0961036692, 0349937682, 0905615656, 0344121801, 0377548420. Và xin được chúc mừng cho số điện thoại 0931055679. Và sau khi hoàn thành lượt quay số thứ 2 của buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng đặc biệt mà Ngọc Mai tin chắc rằng quý bà con của chúng ta đang vô cùng chờ đợi. Đó chính là phần bật mí mini game của chương trình. Và đến với phần quan trọng nhất của mini game, xin phép được mời anh Đạt sẽ đại diện cho phần bóng Cà Mau bật mí câu hỏi mini game ngày hôm nay ạ. Xin mời anh. Xin chào bà con. Tôi xin phép được bật mí câu hỏi mini game của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Đó là mã số may mắn chưa trúng giải sẽ được bảo lưu và tiếp tục tham gia các kỳ quay số tiếp theo, đúng hay sai? Cảm ơn anh Đạt rất là nhiều. Và Ngọc Mai xin được nhắc lại câu hỏi của chương trình một lần nữa nha. Mã số may mắn chưa trúng giải sẽ được bảo lưu và tiếp tục tham dự quay số tại các kỳ tiếp theo là đúng hay sai? Bà con bình luận đáp án đúng của câu hỏi mini game, đồng thời kèm theo lời chúc mừng năm mới tới phân bón Cà Mau cùng chương trình Mùa vàng thắng lớn năm 2023. Và năm bà con trả lời đúng và có những cái chúc mừng năm mới ấn tượng nhất sẽ nhận được phần thưởng của chương trình, đó là thẻ nạp điện thoại trị giá 500.000 đồng. Và giải thưởng sẽ được nạp trực tiếp tới số điện thoại bà con trúng giải sau khi mà công bố kết quả chương trình nha. Và bà con lưu ý, thời gian trả lời mini game sẽ diễn ra từ nay tới khi kết thúc livestream. Mỗi tài khoản chỉ được trả lời một lần duy nhất, không chỉnh sửa, không sao chép. Cho nên bà con nhớ cân nhắc thật kỹ trước khi mà bình luận đáp án nha. Ngọc Mai tin rằng là bà con sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để giành được những giải thưởng giá trị của phần mini game này đâu. Bà con hãy mau mau chia sẻ livestream, rủ thêm bạn bè, người thân cùng tham gia mini game và theo dõi hai phần quay số cuối cùng bà con nha. Và để cho bà con mình dễ dàng trả lời câu hỏi mini game hơn thì không biết là anh Nhân ở đây mình có thể gợi ý gì cho quý bà con nông dân được biết không ạ? Thì theo tôi được biết, những mã số không trúng giải vẫn được quay số tiếp. Dạ vâng, cảm ơn anh Nhân rất là nhiều. Và cộng thêm sự may mắn cũng như là sự quan tâm chương trình của bà con thì cũng ai tin chắc rằng 5 thẻ nạp điện thoại trị giá 500.000 đồng sẽ nhanh chóng tìm được chủ nhân của mình thôi. Và trong lúc mini game đang diễn ra vô cùng sôi nổi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những lượt quay số cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay. Và với phần quay số thứ 3 này thì giá trị phần thưởng lên đến 200.000 đồng một giải. Và bà con đừng rời mắt khỏi màn hình nha. Ngọc Mai xin mời những vị khách mời của chúng ta hãy cùng tiếp tục đặt tay lên chiếc nút đỏ để khởi động hệ thống quay số nào. Cả nhà mình đã sẵn sàng chưa? Dạ vâng, hãy theo tiếng đếm của Mai nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Và hiện tại thì Ngọc Mai đang cảm thấy không khí của chương trình ngay tại trường quay đang ngày một nóng lên rồi bà con ơi. Càng về cuối chương trình đó thì giá trị của giải thưởng càng tăng và chương trình lại càng hấp dẫn, đúng không bà con? Và bà con hãy cho livestream một lượt thả tim đi nào. Và đừng quên chia sẻ livestream này về trang cá nhân để có thêm nhiều người nữa cùng đồng hành với chúng ta bà con nha. Và không biết là đã có quý bà con nào nhìn thấy số điện thoại của mình trong danh sách của những người trúng giải chưa ta? Hãy bình luận bên dưới để cho Ngọc Mai cùng biết với nào. Và hiện tại trên màn hình Ngọc Mai cũng đã thấy 10 số điện thoại may mắn cuối cùng ta đã hiện ra rồi. Ngọc Mai xin được chúc mừng cho số điện thoại 0329413694, 0364748988, 0376707720, 0336991892, 0976334965,
0986001757, 0984376224, 0367002008, 0388119012, 0338855051 và xin được chúc mừng cho số điện thoại 0985416667. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa hoàn thành được quay số thứ 3 với giá trị giải thưởng là một cặp điện thoại trị giá 200.000 đồng. Và Ngọc Mai tin rằng không chỉ riêng bà con mà Ngọc Mai cùng với chương trình và những vị khách mời ở đây hiện tại thì đang cảm thấy rất là hồi hộp, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đang đi đến những cái giải thưởng ngày càng giá trị, và đây vẫn chưa phải là lần quay số cuối cùng. Chúng ta vẫn còn có một lần quay số nữa trong buổi livestream ngày hôm nay với giải thưởng trị giá lên đến 500.000 đồng. Bà con đừng rời mắt khỏi màn hình mà hãy đồng hành cùng với Ngọc Mai nhé. Sau đây là phần quan trọng cuối cùng nè, được mong đợi nhất của số livestream ngày hôm nay, đó chính là 100 giải may mắn cuối cùng với trị giá mỗi giải là 500.000 đồng. Và hiện tại thì chúng ta đã tìm ra 9.900 mã số may mắn và tìm ra 9.900 bà con may mắn ngày hôm nay rồi. Và bây giờ là lúc đến với 100 giải may mắn cuối cùng mệnh giá lớn nhất nha bà con ơi. Và thêm một lần nữa, Ngọc Mai xin mời các vị khách mời của chúng ta hãy cùng đặt tay lên chiếc nút đỏ để khởi động hệ thống quay số nào. 1, 2, 3, bắt đầu! Và bây giờ thì những con số may mắn đầu tiên của giải thưởng mệnh giá 500.000 đồng đang lần lượt xuất hiện rồi bà con ơi. Ngọc Mai đang cảm thấy vô cùng hồi hộp, và bên cạnh đó thì Ngọc Mai cũng rất là vui vì có thể lan tỏa những cái nguồn năng lượng tích cực và may mắn này đến với quý bà con trong những ngày đầu năm 2024. Không biết nãy giờ là đã có bà con nào nhìn thấy số điện thoại của mình trong danh sách trúng thưởng thẻ nạp điện thoại trị giá 500.000 đồng chưa ạ? Ngọc Mai xin được phép chia vui cùng với quý bà con đã trúng thưởng trong suốt buổi livestream ngày hôm nay nha. Bà con nhớ là hãy comment ở bên dưới để cho Ngọc Mai và chương trình cùng biết nữa. Còn nếu như mà bà con vẫn chưa nhìn thấy số điện thoại của mình thì đừng có lo, vì chúng ta vẫn còn lại 3 buổi livestream quay số phía trước, vẫn còn rất là nhiều phần quà đang chờ đợi bà con. Và bà con ơi, với giải thưởng thẻ nạp điện thoại là 500.000 đồng thì những con số của chúng ta sẽ hiện ra rất là chậm rãi thôi. Bà con đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Hãy cùng tập trung theo dõi để xem là có số điện thoại của mình hay không. Và nếu như mà bà con chưa nhìn thấy thì chúng ta có thể truy cập lại vào trong website và dò lại cái danh sách trúng thưởng nha bà con. Và nếu như mà bà con nào mình đã trúng thưởng rồi thì đừng ngần ngại chia sẻ ở bên dưới livestream để cho Ngọc Mai cùng với chương trình và quý bà con khác cùng biết và có thể cùng chia vui với bà con nữa nhé. Và bà con đừng quên là mình hãy thả tim cho livestream nè, và chia sẻ livestream này để cho bà con cũng như là những người thân bạn bè của mình cũng có thể biết nữa nha bà con ơi. Và trong những cái buổi livestream này thì chúng ta sẽ cùng tìm ra những chủ nhân may mắn của những thẻ nạp điện thoại vô cùng giá trị và hiện tại đang là lượt quay số cuối cùng với giá trị giải thưởng đó là 500.000 đồng rồi. Và trên màn hình lúc này thì đang hiện ra những con số rất là chậm rãi thôi. Nếu như mà bà con chưa thể dò được thì chúng ta có thể truy cập lại vào website muavangthanglon.pvcfc.com.vn bà con nha. Và trên màn hình đã hiện ra những con số may mắn cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay. Ngọc Mai xin được chúc mừng cho số điện thoại 0355807947, 0979005647, 0339634914, 0708285709, 0977482094, 0973662240, 0375072893, 0819087968, 0967613435, 0377024529. Và xin được chúc mừng cho số điện thoại 0334443236. Và thế là đã có 100 chủ nhân của giải may mắn mệnh giá 500.000 đồng được tìm thấy rồi. Và với giải thưởng có giá trị lớn nhất trong buổi livestream ngày hôm nay, chúc cho sự may mắn này của quý bà con sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho năm 2024. Vậy là buổi quay số giải may mắn ngày 15 tháng 1 năm 2024 cũng đã kết thúc. Ngọc Mai rất là vui khi được biết là sau ngày hôm nay đã có rất nhiều bà con may mắn trúng giải. Và chúng ta vẫn còn 3 buổi livestream quay số ở phía sau nữa. Sẽ còn rất là nhiều cơ hội để cho bà con có thể trúng được giải vàng là một nhẫn vàng 1 chỉ 4 số 9. Hay là hàng ngàn những thẻ nạp điện thoại nhiều mệnh giá sẽ được nạp thẳng cước vào trong số điện thoại của bà con. Những bà con nào mà chưa tìm thấy mã số may mắn của mình trong suốt buổi livestream thì cũng đừng có lo.
lo, các mã số may mắn của bà con vẫn được bảo lưu lại để tiếp tục tham gia quay số ở những buổi livestream sau của chương trình. Ngọc Mai xin nhắc lại, từ nay cho đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2024, bà con khi mà mua sản phẩm NPK Cà Mau thì sẽ có cơ hội tìm được phiếu may mắn trong các bao phân bón. Trên phiếu may mắn có in một cái mã số may mắn, bà con hãy gửi mã số này về phân bón Cà Mau theo một trong hai cách sau đây. Cách thứ nhất, soạn tin PPCM dấu cách mã số may mắn và gửi tin nhắn tới tổng đài 6089. Cách thứ hai, bà con quét mã QR code ở mặt sau phiếu may mắn để truy cập miễn phí website khuyến mãi.vvcfc.com.vn và làm theo hướng dẫn nha. Sau khi bà con hoàn thành một trong hai cách nói trên, tổng đài phân bón Cà Mau sẽ gửi lại tin nhắn xác thực cho bà con để thông báo tham gia dự thưởng thành công rồi. Và để tìm ra những bà con may mắn trúng thưởng của mùa vàng tháng lớn năm 2023, các buổi quay số giải vàng và giải may mắn sẽ được phân bón Cà Mau tổ chức định kỳ vào ngày 15 và hoặc ngày 30 mỗi tháng cho đến hết tháng 2 năm 2024. Bà con mình đăng ký tham dự chương trình thành công xong thì nhớ theo dõi livestream để biết xem mình có trúng giải hay không nha. Hẹn gặp lại bà con trong buổi livestream giải vàng đi tìm chủ nhân của những chiếc nhẫn vàng một chỉ 4 số 9 vào ngày 30 tháng 1 năm 2024. Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì về chương trình, bà con vui lòng truy cập website muavangthangloan.pvcfc.com.vn hoặc gọi đến tổng đài miễn phí 1800 888 606 nha. Ngọc Mai xin được cùng chương trình cũng như là công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau chúc cho bà con có một năm 2024 thật hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Thay mặt cho phân bón Cà Mau, Ngọc Mai gửi lời chào tạm biệt bà con, chúc cho bà con chào đón năm 2024 với thật nhiều mùa vụ tháng lớn, năng suất tăng cao cùng NPK Cà Mau. Xin chào và hẹn gặp lại.